thì ở đây mình đánh giá là IDC cũng có một cái sự bứt phá cũng như là ghi nhận một cái sự tăng trưởng tốt trong cái mảng cho thuê khu công nghiệp, khi mà doanh nghiệp này họ cũng thực hiện ghi nhận một lần đối với những dự án khu công nghiệp cho thuê được trong năm 2022. Chào mừng tất cả anh chị em nhà đầu tư đã đến với chuyên mục cổ phiếu 10 phút của Team Tech Profit. Mình là Kim Chi và trong video tuần này, mình sẽ cập nhật cho anh chị em nhà đầu tư những cái phân tích và nhận định của team cũng như là những cái cập nhật mới nhất về mã cổ phiếu IDC của công ty cổ phần IDICO. Anh chị em hãy đồng hành cùng mình trong những phút tiếp theo của video nhé. Trước khi đi vào phần đánh giá chi tiết những cái yếu tố cơ bản của cổ phiếu IDC thì mình sẽ cập cận qua một chút cái trạng thái kỹ thuật của cổ phiếu IDC này cũng như là của ngành bất động sản khu công nghiệp. Thì anh chị em nhà đầu tư muốn sử dụng một công cụ của Tech Profit để đánh giá nhanh về yếu tố kỹ thuật của cổ phiếu thì có thể truy cập techprofit.vn, chọn phần phân tích cổ phiếu và chọn phần phân tích kỹ thuật. Đó thì ở đây thì mình sẽ chọn vào phần biểu đồ ngành này và mình chọn ngành bất động sản khu công nghiệp. Sau khi lựa chọn thì mình thấy ở đây cái đường màu đỏ là đường VN Index và đường màu xanh ở đây chính là đường bất động sản khu công nghiệp. Thì mình thấy là cái nhóm này đang có cái chỉ số sức mạnh ngành tương đối thấp so với VN Index. Đó, lý do thì có thể một phần do cái nhà đầu tư đánh giá là cái triển vọng ngắn hạn của ngành này chưa được tích cực lắm. Do cái yếu tố là cái FDI đăng ký mới thì nó có dấu hiệu suy giảm. Tuy nhiên, mình sẽ ấn vào phần ở bên phải này để mình thấy xem là trong cái nhóm bất động sản khu công nghiệp này thì những cái mã cổ phiếu khác nhau thì sức mạnh của nó như nào. Thì IDC đang là một trong những cái mã cổ phiếu khỏe nhất so với ngành bất động sản khu công nghiệp này. Tuy nhiên thì để đánh giá xem cái nhóm này hay là cái cổ phiếu này nó có cái triển vọng trong ngắn hạn và trong trung dài hạn như thế nào thì mình vẫn lựa chọn phân tích cái cổ phiếu đó theo cơ bản, và anh chị em quan tâm thì sẽ follow cái phần tiếp theo của mình nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ đi vào phần nội dung chính của video, đó là đánh giá những yếu tố cơ bản của cổ phiếu IDC, giải mã bứt phá doanh thu lợi nhuận. Và trong video lần này thì mình sẽ chia cái bài phân tích của mình thành 3 cái nội dung chính. Một là mình sẽ nói qua lại một chút về cái tổng quan về cổ phiếu IDC. Hai là mình sẽ tiến hành cập nhật cái báo cáo tài chính quý 3 của IDC. Và cuối cùng là mình sẽ đánh giá những cái tiềm năng tăng trưởng của mã cổ phiếu này trong tương lai. Đi vào phần đầu tiên đó chính là phần tổng quan về IDC. Thì công ty cổ phần IDICO xuất thân là doanh nghiệp nhà nước và trực thuộc Bộ Xây dựng. Đó, cái hoạt động kinh doanh chính của IDC thì được nhà đầu tư biết tới, đó là cái lĩnh vực là phát triển bất động sản khu công nghiệp. Tuy nhiên thì cái mảng thủy điện cũng như là cái mảng thu phí BOT thì là hai cái mảng cũng đóng góp khá là đều đặn trong cái doanh thu và lợi nhuận của cái doanh nghiệp này. Đó, và ngoài ba cái mảng kinh doanh chính kể trên thì cái mảng kinh doanh nhà đô thị hay là thi công xây lắp thì cũng là cái mảng mà IDC cũng đang triển khai thực hiện. Nói sâu thêm về cái mảng bất động sản khu công nghiệp của IDC thì IDC có danh mục đầu tư tới hơn 10 dự án khu công nghiệp với diện tích là khoảng hơn 3.000 ha và tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam. Tiếp theo thì mình sẽ nói qua một chút về cái cơ cấu cổ đông của IDC. Ở đây thì mình có một cái biểu đồ hình tròn có nói về các cái cơ cấu cổ đông chính của IDC. Thì sau khi Biteco họ thoái toàn bộ vốn cổ phần của IDC vào tháng 6 năm 2021, đó thì nhóm cổ đông liên quan đến SSG này, thông qua các bên liên quan là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bách Việt cũng như là ông Đặng Việt Dũng thì cũng như là những người thân của ông nữa thì tăng cái tỷ lệ sở hữu của IDC lên cái mức là khoảng 37%. Chính vì thế thì mình đánh giá là hiện tại cái cơ cấu cổ đông của IDC thì đã khá là tập trung vào một cái nhóm ban lãnh đạo chính, và nó đã và doanh nghiệp này mình đánh giá là từ cái giai đoạn thoái vốn đấy trở đi thì đã có một cái đường hướng phát triển hoạt động kinh doanh tương đối là rõ ràng, đó chính là tập trung vào mảng bất động sản khu công nghiệp. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó là mình sẽ cập nhật về cái báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 của IDC. Thì trong cái video lần trước mình nói về IDC thì mình đã cập nhật về cái cơ cấu nguồn vốn, cơ cấu tài sản của IDC là tương đối là an toàn rồi. Theo cái số liệu quý 3 ra thì nó cũng không có quá nhiều biến động, cho nên là mình sẽ chỉ cập nhật chính về cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này thôi. Đó thì ở đây mình có cái chart về kết quả kinh doanh năm 2022, đặc biệt là quý 3 năm 2022, thì mình nhận thấy là ở đây cái doanh thu cũng như là cái lợi nhuận của IDC trong quý 3 năm 2022 thì đều tăng trưởng rất là mạnh mẽ, với doanh thu thì tăng trưởng là 128% so với cùng kỳ. Đó, và cái lợi nhuận thì cũng tăng trưởng tới 151% và đạt 422 tỷ đồng. Chính vì thế thì cái lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 thì doanh thu của IDC đã ghi nhận tăng trưởng hơn gấp 2 lần, đạt hơn 7.000 tỷ đồng. Và cái lợi nhuận sau thuế thì ghi nhận tăng trưởng 364%, đạt hơn 2,1 nghìn tỷ đồng. Đó,
thì mình đánh giá là cái kết quả kinh doanh của IDC thì tăng trưởng tương đối là tích cực và có thể nói là nó có một cái sự bứt phá. Để nhìn rõ hơn ở đây, mình có thống kê theo năm thì mình nhận thấy là không chỉ cái doanh thu lợi nhuận của IDC tăng trưởng đột biến trong 9 tháng năm 2022 khi mà nó đã vượt qua cái mức doanh thu và lợi nhuận của cả năm 2021 và cả năm trong những giai đoạn trước, mà cái sự bứt phá ở đây mình còn nhận thấy rõ nét qua cái việc là cái biên lợi nhuận của IDC theo cái số liệu thống kê 9 tháng đầu năm 2022 thì đã tăng lên cái mức là 30% so với những cái mức biên lợi nhuận gộp chỉ dưới 10% trong những năm trước đây. Đó thì rất nhiều nhà đầu tư và rất nhiều anh chị em nhà đầu tư quan tâm đến mã cổ phiếu này thì đã gửi những cái câu hỏi về cho Techprofit để giải đáp xem là tại sao cái doanh thu và lợi nhuận của IDC lại tăng trưởng đột biến như vậy. Thì mình sẽ giải thích trong phần tiếp theo ở đây. Thì cái lý do đầu tiên đó chính là IDC họ thực hiện hồi tố lợi nhuận với những cái dự án khu công nghiệp mà đã lấp đầy trước đây. Đó thì để giải thích qua phần này một chút thì mình sẽ nói qua về cái cách hạch toán doanh thu lợi nhuận của những cái doanh nghiệp mà khu công nghiệp. Đó, những cái doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khu công nghiệp thì họ có hai phương pháp hạch toán chính. Một là phương pháp ghi nhuận phân bổ, có nghĩa là họ sẽ phân bổ doanh thu ra thành từng cái giai đoạn một. Đó, và mỗi năm thì họ sẽ ghi nhận một phần cái doanh thu của mình. Ví dụ như là với những cái dự án bất động sản khu công nghiệp thì thường có cái vòng đời cho thuê là khoảng 50 năm. Đó thì họ sẽ ghi nhận từng năm một trong cái chu kỳ đó. Cái phương pháp hạch toán thứ hai đó là phương pháp ghi nhận một doanh thu một lần. Đó thì là tại cái thời điểm họ ký hợp đồng cho thuê và đối với doanh nghiệp đấy, khi họ bắt đầu tiến hành cho thuê thì họ sẽ ghi nhận doanh thu cả một lần luôn. Đó thì IDC trước đây thì họ theo đuổi cái phương pháp hạch toán là doanh thu phân bổ, nhưng mà đến năm 2021 và năm 2022 thì họ bắt đầu thực hiện chuyển sang cái phương pháp là ghi nhận doanh thu một lần, cho nên là IDC họ đã tiến hành hồi tố lợi nhuận. Và trong 9 tháng đầu năm 2022 thì mình nhìn vào cái doanh thu chưa thực hiện ở đây, mình thấy cái phần giảm đi đó chính là một phần thể hiện được là cái việc IDC hồi tố lợi nhuận. Đầu tiên là cái việc IDC hồi tố lợi nhuận của dự án Nhân Trạch 5 khoảng hơn 1.400 tỷ đồng. Đó, tiếp theo đó là hồi tố khoảng 400 tỷ đồng với dự án Mỹ Xuân B1 và gần đây nhất là 350 tỷ với dự án Phú Mỹ 2 mở rộng. Đó, chính vì thế là cái doanh thu của IDC cũng bứt phá khá là mạnh mẽ. Tuy nhiên thì mình đánh giá là cái việc hồi tố doanh thu ấy nó không phản ánh cái bản chất tăng trưởng của doanh nghiệp cũng như là cái bản chất về dòng tiền của doanh nghiệp, mà nó chỉ là một cái bút toán ghi nhận doanh thu trên báo cáo tài chính thôi. Còn cái việc tăng trưởng của doanh nghiệp thì nó sẽ đến từ những cái nguyên nhân khác, những cái yếu tố khác. Thì ở đây mình đánh giá là IDC cũng có một cái sự bứt phá cũng như là ghi nhận một cái sự tăng trưởng tốt trong cái mảng cho thuê khu công nghiệp, khi mà doanh nghiệp này họ cũng thực hiện ghi nhận một lần đối với những dự án khu công nghiệp cho thuê được trong năm 2022 như là Phú Mỹ 2 này, Phú Mỹ 2 mở rộng, Hữu Thạnh và Mỹ Xuân B1. Đó, và cái tiềm năng của những cái dự án khu công nghiệp mà IDC sở hữu thì nó cũng đang khá là tích cực. Nó thể hiện qua cái việc là trong 9 tháng đầu năm 2022 thì IDC họ đã ký được cái hợp đồng và biên bản ghi nhớ trong cái quý 3 năm 2022 thì IDC họ đã ký hợp đồng cũng như là ký được những cái biên bản ghi nhớ cho việc cho thuê thêm đất khu công nghiệp khá là tích cực với diện tích là khoảng 38 hecta. Đó, tính riêng trong quý 3 năm 2022 tập trung ở những cái khu công nghiệp mà tiềm năng cao như là Hữu Thạnh hay là Phú Mỹ 2. Chính vì thế là nó đã nâng cái mức IDC có thể ký hợp đồng và biên bản ghi nhớ cho thuê trong 9 tháng năm 2022 lên cái mốc là gần 130 hecta. Và theo cái ghi nhận này thì IDC họ đã hoàn thành 81% kế hoạch năm về cái việc là cho thuê những cái diện tích đất khu công nghiệp mới. Thì đây mới là cái phần mà mình đánh giá cao nhất trong cái việc là đóng góp vào cái kết quả kinh doanh cũng như là cái đà tăng trưởng của doanh nghiệp này trong năm 2022, chứ không phải là cái việc hồi tố lợi nhuận. Đó, nó không cái việc hồi tố lợi nhuận theo mình thì nó không phản ánh cái bản chất tăng trưởng cốt lõi của doanh nghiệp. Đó, thì trước khi mình chuyển sang cái phần là đánh giá cái tiềm năng tăng trưởng của IDC thì mình sẽ nhìn qua một chút xem là cái cơ cấu doanh thu có thể chi tiết hơn, đó chính là cái cơ cấu lợi nhuận của doanh nghiệp thì nó đang tập trung ở mảng nào, thì mình sẽ tập trung phân tích chính cái tiềm năng tăng trưởng ở mảng đó. Thì ở đây mình thấy là trước năm 2022 đó thì cái mảng kinh doanh điện có cái doanh thu là cái phần màu xanh lá cây ở đây là cái mảng kinh doanh chiếm cái tỷ trọng lớn nhất trong cái cơ cấu doanh thu của IDC. Tuy nhiên thì từ năm 2022 thì cái mảng kinh doanh bất động sản khu công nghiệp đã trở thành cái mảng kinh doanh có cái cơ cấu doanh thu lớn nhất của IDC. Đó, một phần là do hồi tố lợi nhuận như mình có giải thích ở trên, một phần là IDC họ tập trung phát triển cái mảng khu công nghiệp này và cái hoạt động cho thuê thì đang diễn ra rất là hiệu quả.
Chính vì thế khi mà mình chuyển sang cái phần thứ ba là phần anh chị em nhà đầu tư quan tâm nhất là phần tiềm năng tăng trưởng, thì mình sẽ đánh giá chính vào những cái mảng kinh doanh chiếm cái tỷ trọng trọng yếu của IDC. Đầu tiên đó chính là mảng kinh doanh điện. Ở đây thì với IDC thì họ có hai mảng kinh doanh điện chính. Đầu tiên đó chính là họ thực hiện cung cấp điện cho các khu công nghiệp mà IDC vận hành. Thứ hai đó chính là mảng thủy điện. Thì ở đây mình có thống kê những cái dự án kinh doanh điện của IDC ở đây. Trong năm 2022 thì IDC chủ yếu ghi nhận doanh thu từ cái dự án thủy điện là Sróc Phú Miêng ở Bình Phước. Đó, ở cái mảng cung cấp điện thì IDC sẽ ghi nhận cái doanh thu từ việc là cái dự án là trạm biến áp Tuy Hòa khu công nghiệp Nhân Trạch 1 và trạm biến áp Nhân Trạch ở khu công nghiệp Nhân Trạch 5. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì là cái dự án thủy điện Đắc Mi 3 thì đã phải dừng hoạt động từ cuối năm 2020 do là bị ảnh hưởng của bão, và dự kiến là cái dự án thủy điện này sẽ có thể là được vận hành lại ở cuối năm 2022, quý 4 năm 2022, và sẽ hỗ trợ thêm cho cái hoạt động kinh doanh thủy điện của IDC. Ngoài ra thì cái trạm biến áp Hữu Thạnh đó dự kiến thì cũng sẽ được vận hành từ cuối năm 2022. Đó, ở khu công nghiệp Hữu Thạnh nó đi ở vận hành rồi. Và tuy nhiên thì cái dự án trạm trạm biến áp Hữu Thạnh này dự kiến là sẽ chưa thể mang lại cho IDC cái nguồn thu lớn, bởi vì là cái dự án khu công nghiệp Hữu Thạnh thì mới bắt đầu cho thuê, cái tỷ lệ lấp đầy nó vẫn đang thấp. Đó, và dự kiến thì khoảng 5 đến 6 năm thì cái trạm biến áp Hữu Thạnh này mới có thể hoạt động full công suất như là Nhân Trạch 1 được. Tuy nhiên thì mình đánh giá là cái mảng kinh doanh điện của IDC là cái mảng mà giúp IDC có cái doanh thu và có cái dòng tiền khá là ổn định, hỗ trợ thêm cho cái hoạt động kinh doanh của IDC. Tiếp theo đó chính là mảng khu công nghiệp, là cái mảng kinh doanh chính của IDC hiện tại, với cái tỷ trọng trong doanh thu cao và cái mảng mà có biên lợi nhuận gộp khá là cao. Ở đây thì mình có thống kê danh sách những cái khu công nghiệp mà IDC đang khai thác và chưa lấp đầy. Thì có 5 khu công nghiệp là Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng, Quế Võ 2, Cầu Nghìn và Hữu Thạnh. 5 cái khu công nghiệp này thì mình đánh giá là cái tiềm năng sẽ đến chủ yếu từ khu công nghiệp Hữu Thạnh và khu công nghiệp Phú Mỹ 2 cũng như là Phú Mỹ 2 mở rộng. Bởi vì sao? Bởi vì là cái vị trí của hai khu công nghiệp này nó khá là đắc địa. Đầu tiên là cái khu công nghiệp Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng. Đó, thì hai khu công nghiệp này là ở Bà Rịa Vũng Tàu và rất là gần với cái cảng Cái Mép Thị Vải. Đó, nằm ngay sát cảng Cái Mép. Đó thì mình đánh giá cái cảng Cái Mép này là một trong những cái cảng mà vận hành hiệu quả nhất trên thế giới, và là một trong những cái cảng nước sâu khá là lớn. Đó, chính vì thế thì với cái vị trí đắc địa như vậy thì hai cái khu công nghiệp này nó sẽ thu hút được cái dòng vốn FDI khá là lớn. Tiếp theo đó chính là cái khu công nghiệp Hữu Thạnh ở Long An. Thì cái khu công nghiệp Hữu Thạnh ở Long An này thì cũng có vị trí rất là đắc địa. Đó, thì chính vì thế là mình đánh giá là ba khu công nghiệp này, Phú Mỹ 2 mở rộng và Hữu Thạnh Long An sẽ là ba cái khu công nghiệp tạo cái động lực tăng trưởng chính cho cái hoạt động kinh doanh khu công nghiệp của IDC trong cái tương lai. Đó, và cái kết quả ở đây mình cập nhật thêm cho anh chị em nhưng mà mình đã cập nhật ở bên trên rồi, đó chính là IDC thì họ đã ký hợp đồng và cái biên bản ghi nhớ cho việc thuê đất khu công nghiệp với diện tích là gần 40 hectare trong quý 3 năm 2022, tương đương với việc là thực hiện khoảng 130 hectare cho thuê trong 9 tháng năm 2022 và hoàn thành 81% kế hoạch. Đó, nó thể hiện được cái sức hấp dẫn của những cái khu công nghiệp phía Nam mà IDC đang sở hữu. Đó, chính vì thế mình kỳ vọng là từ cuối năm 2022, đặc biệt là sau năm 2023, với cái diện tích đất sẵn sàng cho thuê lớn khoảng hơn 700 hectare ở cái khu vực các tỉnh thành phía Nam, thì cái mạng bất động sản khu công nghiệp IDC tiếp tục là cái động lực tăng trưởng rất là mạnh mẽ cho doanh nghiệp này. Ngoài ra thì với mảng bất động sản khu công nghiệp thì IDC họ sẽ thực hiện hồi tố doanh thu và lợi nhuận đối với những cái khu công nghiệp đã lấp đầy, thì cũng sẽ hỗ trợ cho cái kết quả kinh doanh của IDC trong giai đoạn từ 2022 đến 2024. Thì ở đây có 5 khu công nghiệp đó mà đã lấp đầy rồi, IDC vẫn đang vận hành, thì mình có liệt kê ở đây. Tuy nhiên như mình đã phân tích ở trên thì nó sẽ không phản ánh được cái bản chất tăng trưởng cốt lõi của doanh nghiệp, mà nó chỉ có cái ý nghĩa trong cái việc là thay đổi cái cách hạch toán đó, và nó phản ánh trên cái báo cáo kết quả kinh doanh thôi. Tiếp theo cuối cùng đó chính là cái mảng bất động sản dân cư. Đó thì mình đánh giá đây là một cái mảng đi kèm khu công nghiệp để giúp IDC xây dựng những cái công trình dân cư cũng như là những cái dự án thương mại phụ trợ cho các cái khu công nghiệp mà mình đang triển khai. Đó thì hứa hẹn khi mà khó khăn của ngành bất động sản thương mại nó đã qua đi. Đó, dự kiến là năm 2023. Đó, thì những cái dự án bất động sản dân cư của IDC thì sẽ mang lại tiềm năng lợi nhuận tương đối tốt cho IDC trong giai đoạn từ 2023 đến 2026. Thì ở đây IDC đang có một số những cái dự án đang chuẩn bị triển khai.
Đó, như mình có liệt kê ở đây. Đó, thì mình đánh giá là những cái dự án này thì nó sẽ không mang lại cái IDC cho IDC cái tiềm năng tăng trưởng trong ngắn hạn. Đó, bởi vì là hiện tại thì cái mảng bất động sản thương mại thì cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Như một số cái video chia sẻ về bất động sản thương mại mình đã chia sẻ rồi. Đó, và những cái dự án này cũng đang trong giai đoạn triển khai thôi. Cho nên là nó sẽ là phản ánh được cái tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp trong trung và dài hạn. Cuối cùng thì IDC họ vẫn còn một số những cái mảng kinh doanh khác như mình có giới thiệu ở đầu video, như là mảng thu phí cầu đường BOT. Thì các cái tuyến BOT của IDC thì đều đang được vận hành và khai thác rồi và mang lại cái nguồn thu khá là ổn định. Thì theo mình là cái việc là cái mảng này, cái mảng kinh doanh thu phí cầu đường BOT này thì nó sẽ tiếp tục mang lại cái dòng tiền ổn định cho doanh nghiệp này trong tương lai và hỗ trợ cho cái hoạt động kinh doanh của IDC. Cuối cùng đó chính là cái mảng dịch vụ khác cũng như là cái mảng xây lắp. Thì cái mảng này thì mình đánh giá là cái mảng mà kinh doanh chiếm tỷ trọng nhỏ và hiện tại thì mình thấy chưa có động lực tăng trưởng đáng kể, bởi vì là cái mảng xây lắp thì vẫn đang gặp rất là nhiều khó khăn. Trên đây là toàn bộ những chia sẻ của mình về mã cổ phiếu IDC. Rất cảm ơn anh chị em nhà đầu tư đã đồng hành cùng mình đến cuối video. Nếu anh chị em nhà đầu tư thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy dành tặng cho mình một like. Ngoài ra đừng quên nhấn nút subscribe cũng như là cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video phân tích nào từ Tintech Profit nhé.